chào tất cả các chị yêu nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mấy chị về dòng sản phẩm. Cái này là dòng sản phẩm kem tẩy lông của Pháp nha mấy chị. Đặc biệt là dòng sản phẩm này là hàng chuẩn của Pháp luôn. Xài rất là ok và đặc biệt là chạy nhất thế giới luôn. Dòng sản phẩm này cực kỳ an toàn cho da nha. Kem tẩy lông bán chạy nhất thế giới là Pháp. Hiện tại thì thị trường đang xuất hiện cái loại sản phẩm nhái 99%. Các bạn có thể là xem cái trang Facebook của bên em là Trần Thị Edit chuyên sĩ mỹ phẩm để xem cách phân biệt giữa hàng fake hàng chính hãng nha. Tẩy được những cái lông cứng nè, làm nhạt màu lông, giữ cho da được mềm mại, không đau rát, không kích ứng và không cần phải chờ đợi thời gian. Mỗi lần trượt lông chỉ cần 3 đến 5 phút, thể hiện sự vượt trội hơn hẳn so với những dòng sản phẩm khác cùng loại trên thị trường. Nguyên lý hoạt động kem vét có tác dụng là làm mềm nang lông, gây mủn lông. Sau đó sử dụng rất là đơn giản, chỉ cần bôi kem, cho sợi lông mủn ra và lau sạch là được, hoàn toàn không gây những tình trạng là sưng và lỗ chân lông to khi sử dụng, hoặc là quát khi mà mấy chị dùng nhíp hoặc là quát lông thì nó sẽ làm cho lỗ chân lông rất là to và bị sưng cũng như bị viêm nha. Còn cái dòng sản phẩm này rất là an toàn luôn nha mọi người. Thành phần chiết xuất từ vitamin E và lô hội nên có tác dụng dưỡng da mịn màng, làm dịu và giảm kích ứng cho da. Kem tẩy lông vét mỗi lần sử dụng bạn cần phải tẩy lại một lần. Mỗi tuần bạn cần phải tẩy lại một lần. Tuy nhiên sau mỗi tuần tẩy, số lượng lông mọc sẽ giảm đi, thưa và nhạt màu dần. Kem tẩy lông có tác động sâu đến từng lỗ chân lông, làm trì hoãn thời gian mọc lông trở lại, không gây đau và có rất là hiệu quả đối với tất cả các bạn gái. Cách sử dụng, đối với người sử dụng đầu tiên nên thử trước lên vùng da nhỏ. Bước 1 là trước hết rửa sạch vùng da bằng quát và để khô thoáng. Bước 2 là cho một lượng kem vào thìa nhựa và xoa đều lên da những cái vùng cần tẩy lông. Theo dõi thời gian từ khi xoa kem lên da, thời gian để kem trên da ít nhất là 5 đến 10 phút là quá nha. 5 phút thôi, không để quá 10 phút. Dùng thìa nhựa và test trước khi mà xem được cái vùng da đó để loại bỏ được lông chưa thì mình mới dùng thìa cào hết cái vùng da còn lại nha. Lưu ý không để kem còn dính trên da quá thời gian 10 phút. Bước 4, rửa sạch da lại với nước. Không để kem còn dính lại trên da. Lưu ý không sử dụng trên các nốt ruồi, vết sẹo, da bỏng, da kích thích hoặc là da cháy nắng thì không nên sử dụng. Tránh tiếp xúc với mắt. Trong trường hợp là tiếp xúc thì rửa nước hoặc là cần tới y tế để tư vấn. Sau khi sử dụng, đợi 24 giờ mới dùng được mỹ phẩm, kem bơi lội hoặc tắm trắng. Đặc biệt là bên em có hai phiên bản dành cho da thường và phiên bản dành cho da nhạy cảm. Nên chị nào mà cần mua cái tẩy lông này á thì liên hệ sớm cho em để bên em được tư vấn cũng như là để được bán giá tốt nhất thị trường. Hàng bên em cam kết chính hãng và hàng chuẩn loại 100% nên mấy chị có thể yên tâm nha. Mấy chị có thể liên hệ qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị Alex chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là mấy chị có thể liên hệ qua Zalo bên em. Zalo bên em số điện thoại là 0933 766 739 hoặc là Zalo số điện thoại là 0355 838 057 hoặc là Zalo cuối cùng là Zalo 077 3339 279 nha mọi người. Luôn luôn cung cấp hàng chính hãng giá tốt cũng như là hàng chất lượng và hiệu quả nhất nha. Cái này là dùng cho da nhạy cảm. Màu xanh là dùng cho da nhạy cảm nha mọi người, còn màu đỏ là dùng cho da thường. Đây bây giờ em sẽ mở cái hộp ra cho mọi người xem nha. Ở bên trong nó sẽ có một cái gel cạo. Đây. Cái chai bên trong á là một cái chai nhựa dẻo cũng như là nó rất là mỏng. Khi mấy chị đụng vô thì nó rất là dễ nhầu nha. Đây, cái này là cái quạt lông, còn gọi là cái tán kem tẩy lông lên tay, sau đó mấy chị gạt là mấy chị lấy cái này kéo ra là nó sẽ gạt sạch nha. Cực kỳ sạch luôn, bên em chuyên phân phối hàng chính hãng nên mấy chị có thể yên tâm mua cái sản phẩm bên em để sử dụng được an toàn và hiệu quả hơn. Những cái dòng sản phẩm nhái nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là ảnh hưởng tới làn da của mấy chị, tuy là nó chênh lệch nhau không có bao nhiêu, nên hãy mua những cái chỗ mà uy tín và chất lượng hơn để mấy chị sử dụng đảm bảo về sức khỏe và làm đẹp của mấy chị được bền hơn nha. Hãy liên hệ qua cho em qua số hotline là 0355 838057 hoặc là số 0933 766 739 hoặc là 077 3339 279 để được mua hàng nha. Bên em chuyên phục vụ cung cấp cái hàng chính hãng và chất lượng nhất. Đó, mấy chị hãy liên hệ sớm để có một làn da đẹp cũng như là sẽ được đẹp hơn trong cái nhu cầu làm đẹp của tất cả các chị yêu nha. Hãy lựa chọn những cái chỗ uy tín để mấy chị mua hàng, để tránh được những hàng giả hàng nhái rất là nhiều nha mấy chị.
giờ mình kết thúc video này và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.